Hôm trước thì trên YouTube của bạn, bạn cứ video nào bạn cứ bảo là ui hãy build bộ PC Asus đi khoảng tầm 20 triệu thôi, xem là có build được không. Câu trả lời cho mình là có bạn nha. Đây sẽ là một bộ PC gần như là full Asus, tức là sẽ có những đồ mà Asus họ chưa làm, họ chưa chế hoặc là rất là khó để có thể tìm kiếm ấy. Thì đây sẽ là bộ như thế và mức giá nó cũng khá là dễ chịu, chỉ trên 20 triệu thôi. Hãy cùng mình bắt đầu build bộ này nhá. Đầu tiên, main Asus TUF B660M Plus D4. Đây là main, một mức giá khá là rẻ, khá hấp dẫn. VRM thì cũng đủ để cân những CPU mới và sẽ còn là sử dụng DDR4 nữa, khiến cho nó có thể chơi thoải mái với những RAM giá rẻ. Về CPU, chúng ta sẽ có quốc dân giá rẻ trong thời điểm hiện tại, i5-12400. Anh em có thể giảm xuống 12400F nếu muốn, nhưng mà mình thích 12400 hơn vì sẽ có đầu tiên là card onboard này. Card onboard thì giúp anh em có thể chỉnh sửa máy tính khi mà không có card hình, rất là hấp dẫn và cực kỳ là hợp lý. Và lắp trong main này thoải mái luôn, DDR4 cũng cực kỳ là ok. Về RAM, mình đang có đây một cặp RAM Kingston Beast trắng như ngọc trinh luôn. Đây là RAM có một mức giá khá hấp dẫn, khá rẻ và design mới của HyperX. Em này khám vào đây thì cực kỳ là tuyệt vời. Nếu mà anh em thích có thể đổi sang dòng màu đen để hợp tông với cả chiếc máy này hơn, nhưng mình muốn đây là một gọi là điểm nhấn nhỏ nhỏ trên bộ máy của chúng ta. Em này đây thì là 2 thanh 8, tất nhiên rất đủ cho anh em sử dụng bây giờ. 2022 rồi mà 16GB là thoải mái luôn, và em này cũng là bus là 3200 nữa, vậy nên là tốc độ đấy mình cảm thấy rằng cực kỳ là hợp lý trong thời điểm hiện tại. DDR5 vẫn chưa đáng mua lắm bởi vì nó vẫn rất là đắt tiền, và một chiếc main DDR5 cũng đắt hơn so với cả DDR4 một chút, thế nên là option này là cực kỳ hợp lý rồi. Mình có ở đây là một chiếc ổ cứng WD Black phiên bản SN850 1T, nhưng nếu để anh em có thể có một mức option hợp lý hơn, giá rẻ hơn, thì mình khuyên anh em nên mua NV2 của Kingston với mức giá là chỉ có 2 triệu hơn một tí, anh em đã được 1TB rồi, rất là sướng. Việc lắp SSD của Asus cực kỳ là dễ dàng, chỉ cần lấy ra, cài vào và khóa Quick Flash. Về tản nhiệt, anh em có thể thấy bây giờ thì rất là khó để tìm một chiếc Deep Cool Asus TUF hay là anh em sử dụng Ryujin, bởi vì một bộ máy 20 triệu anh em dùng tản nhiệt nước 5 triệu thì hơi buồn cười đúng không? Thế nên là hôm nay mình sử dụng một em tản nhiệt cũng khá là cơ bản thôi. Đây chính là chiếc tản nhiệt AH400 đến từ Deep Cool. Đây là một em tản nhiệt có một mức giá khá là rẻ nhưng mà hiệu năng cũng tương đối là cao, có thể gọi là gần như ngang hàng với cả U12S đến từ Noctua anh em nhá. Về hiệu năng thôi, còn về âm thanh thì chưa nói được. Việc lắp tản nhiệt cũng rất là đơn giản, chỉ cần anh em gắn gông, gắn đệm, gắn phần bát lên, gắn ốc, nhớ trao keo tản nhiệt nha. Rồi, đã tản là được. Vậy là chúng ta đã xong khoảng tầm 80% bộ máy rồi. Bây giờ chỉ cần có đó chính là công việc lắp vào trong vỏ cây, lắp nguồn rồi bật máy lên là anh em chạy được thoải mái luôn. Về vỏ cây mình đã có đây là vỏ cây TUF GT501 anh em nhá. Đây là một vỏ cây khá là to, khá là lớn, như là một trong những vỏ cây mà mình có thể mượn được, đồng thời là một trong những chiếc vỏ cây rẻ nhất của Asus mà nó không kiểu bị lệch tông một chút ấy. Ví dụ anh em có thể mua chiếc Z11 là ITX, nhưng mà chiếc vỏ cây này thì lắp được tất cả mọi thứ và bao gồm cả chiếc main MATX này. Về nguồn thì gần đây Asus TUF đã ra những cái dòng nguồn khá giá rẻ hơn một chút. Ngày trước thì có Thor, sắp tới là có Loki. Nhưng mà để phục vụ những anh em thì bây giờ chúng ta sẽ có Asus TUF Gaming 650W Bronze, có cả phiên bản 750W nữa. Nhưng mà với bộ máy này, i5-12 này với cả một chiếc card 30 này thì chỉ cần 650W là quá đủ rồi anh em nhá. Lắp em nguồn vào trong cái vỏ cây này thì cũng hơi khoai một chút. Anh em sẽ không gắn từ đằng sau hay từ đằng này, mà anh em phải bắt buộc lấy cả cục ra rồi mới có thể đặt nguồn vào được. Ngoài dây nguồn ra, chúng ta sẽ vẫn còn vài cổng kết nối của vỏ cây khác mà chúng ta cần phải cắm. Đầu tiên, front panel. Thứ hai, USB 2.0. Thứ ba, USB 3.0. Và cuối cùng là audio anh em nhé. Vậy thì cuối cùng anh em thấy là cái bộ máy này đang hơi thiếu một thứ luôn. Tất nhiên rồi, nó là một chiếc card màn hình. Thì mình đang có đây là một chiếc card màn hình của Asus. Bây giờ thực sự rất là khó để có thể mua những chiếc card màn hình cũ mà mới nhá, tức là những chiếc card 30 này mà mới này, mà tại vì các mẫu bây giờ họ mua hết rồi, họ chỉ còn card cũ thôi. Thế nên là mình đang có một chiếc, đây là mượn của hãng, là chiếc Asus Duo 3060. Đây là một chiếc nó cũng khá là nhỏ bé với một mức giá cũng tương đối là hợp lý đây anh em ạ. Và việc lắp chiếc card này vào đây thì cũng cực kỳ là dễ dàng luôn. Anh em chỉ cần gỡ thanh chắn PCIe,
mở khóa PCIe, gắn cạc vào, rồi khóa lại bằng ốc. Thế là xong rồi anh em nhá. À mà quên mất, cắm cả dây nguồn anh em ạ. Ok, vậy là bộ máy chúng ta đã lắp xong rồi. Cạc, CPU, các thứ kiểu RAM rủng đầy đủ luôn. Và thời gian lắp thì cũng chỉ khoảng chưa đến một tiếng, tầm đấy thôi. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu đóng tất cả các chiều vào, đóng gói và bật lên thêm nhá. Rồi bộ máy hoàn thiện rồi, anh em thấy thì trông cũng khá là đẹp đúng không? Về RGB này, tản nhiệt đèn đủ các kiểu. Mình thì mình thấy hơi thiếu một chút. Cái bộ máy này ấy, thì anh em sẽ mua khoảng tầm giá là khoảng tầm 24 triệu rưỡi. Bởi vì tổng bộ này là từ tản này, CPU này, main này, RAM cả các thứ kiểu đầy đủ hết thì rơi vào khoảng tầm tiền đấy. Nếu mà anh em, đấy là với tất cả mọi thứ nhá, trừ cái con SSD ra. Bởi vì con SSD này thì là phiên bản Gen 4 của Western Digital, cho nó hơi đắt một chút. Nếu mà giảm xuống 1T của Kingston NV2 ấy thì tuyệt vời hơn rất là nhiều. Ok nhá. Còn các bạn thấy đẹp thì mình cũng thấy là ok thôi, nhưng mình cảm thấy rằng nó vẫn có thể cải thiện thêm vào một vài điều nữa. Nếu mà tầm tiền anh em rơi vào khoảng tầm dưới 40 triệu ấy thì có thể nâng lên, thứ nhất là lên chiếc B660 phiên bản to hơn, phiên bản ATX để cho đầy cái vỏ cây này hơn. Thứ hai là nâng lên một cái chiếc cảm hình là 3060Ti phiên bản TUF nhá. Đấy, thì nó sẽ dài hơn một chút bởi vì nó là phiên bản 3 fan. Thứ ba là nâng lên cho mình một chiếc tản AIO. Tầm 40 triệu mua một tản AIO 5 triệu thì còn là ok. Chứ con này 24 triệu mua tản 5 triệu thì hơi buồn cười. Lên chiếc Ryujin 240 hoặc là 360 tùy vào budget của bạn. Hoặc có thể là lên phiên bản IK các kiểu đấy. Thì sẽ khiến cho cái vỏ cây này thì trông ngầu hơn rất là nhiều. Còn nếu mà với mức gọi là base như này, 24 triệu tối thiểu như này, thì mình vẫn thấy nó là một chiếc máy tính đẹp đẽ và sáng sủa riêng vô cùng. Nếu mà anh em hứng thú với những sản phẩm này đúng không, thì mình sẽ để đường link dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hấp dẫn thì bấm like và subscribe nhờ. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em tại một video khác nhé.